Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tờ Mờ Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2015, những người đồng bào Xê Tiêng ở xã biên giới Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đi làm sớm đã phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên lô cao su nên đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Sau 2 ngày tiến hành các biện pháp điều tra truy xét, vụ án mạng đã nhanh chóng được làm sáng tỏ. Phóng sự sau đây của phóng viên An ninh Bình Phước sẽ cung cấp cho quý vị, các đồng chí và các bạn những thông tin ban đầu về vụ án. Sáng sớm ngày 27 tháng 6 năm 2015, trực ban công an xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp tiếp nhận một cuộc điện thoại của người dân từ thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng báo tin họ phát hiện một người phụ nữ đã tử vong trên lô cao su. Là 6 giờ sáng ngày 27, tôi có nhận được tin báo qua điện thoại nhưng mà không rõ tên người báo, chỉ có nhận được tin báo là có một xác chết gần ấp Thiện Cư thuộc lô cao su của đội 1 nông trường 5, công ty cao su Lục Ninh. Khi nhận được tin báo thì tôi tiếp nhận thông tin và vô xác minh lại nguồn tin xem có chính xác thực hư sao. Khi vô tới nơi thì có một xác chết và có một số người cũng đang đứng ở đó. Ngay sau khi xác minh rõ nguồn tin, công an xã Thiện Hưng đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên. Các trinh sát hình sự và điều tra viên giàu kinh nghiệm của công an huyện Bù Đốp và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được phân công xuống hiện trường cũng nhanh chóng có mặt phối hợp điều tra. Những người dân đầu tiên phát hiện ra nạn nhân nằm bất động trong lô cao su kể lại. Đi ngang đó chỉ tưởng người ta nằm thôi, đi ngang đường đó nhìn thấy tưởng người ta nằm thôi. Tưởng là cái cô công nhân đây nè mệt, nằm, là chứ không biết là người ta chết. Lên trên kia gặp chú công nhân, mình nói chú là chú ơi, ở trong này có cái cô nào á, nằm không có dậy, bà già có kêu mà 2-3 tiếng không có dậy. À, chú coi thử coi có bị sao trúng gió hay là cô nghỉ mệt hay không. Giờ tôi đang nằm chén phụ vợ ở lô cao su á, thì bắt đầu mấy chị kêu tôi là dưới đây có người cạo cái lô này bị chết ở đây. Đó thì tôi chạy xuống thì đầu tiên tôi tưởng là chị và chị tôi, nhưng mà không phải, là người đi lấy mũ là bị chết nằm ở đây. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1984, chú thôn 6, xã Thiện Hưng. Người thân trong gia đình chị Liên cho biết khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2015, chị Liên ra khỏi nhà để đi móc mủ trên lô cao su của đội 1, nông trường 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Lục Ninh như mọi khi. Nhưng đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình nhận được hung tin của những người dân sống ở gần lô cao su chị Liên lên móc mủ. Vậy nguyên nhân tại sao chị Liên tử vong trên lô cao su? Có dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ chết người này không? Đây là những câu hỏi đầu tiên đặt ra đối với cơ quan công an. Để đi tìm câu trả lời, các biện pháp điều tra xác minh làm rõ vụ việc được lực lượng công an tiến hành khẩn trương, cùng với công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong. Công tác điều tra xác minh các mối quan hệ của nạn nhân cũng được các mũi trinh sát bí mật tổ chức thực hiện. Qua cái công tác khám nghiệm hiện trường với tử thi, thì bước đầu có cái cơ sở nhận định được là nạn nhân là bị chết ngạt do bóp cổ. Thứ hai nữa là tại hiện trường là để lại một số cái dấu vết cà xước trên mặt đất, nghi là cái dấu vết đạp của nạn nhân khi mà bị bóp cổ. Thứ ba nữa là theo như gia đình cung cấp á, thì nạn nhân là mất một cái sợi dây dây chuyền, hai vòng đeo tay, một nhẫn vàng và một điện thoại di động. Thì từ cái kết quả trên, kết quả điều tra trên thì như vậy là cơ quan điều tra là nhận định là cái việc mà nạn nhân chết là do là giết người, cướp tài sản. Nhận định đây là một vụ án mạng, nhưng các căn cứ và đầu mối để điều tra truy xét vụ án hầu như không có. Đây là những khó khăn, thách thức đối với cơ quan công an trong công tác điều tra, khám phá vụ án. Cái khó khăn thứ nhất đó thì cái vụ án xảy ra vào cái lúc đêm khuya, tức là 1 giờ sáng. Thì trong khu vực lô cao su là vắng người, không có người qua lại. Cái ngày xảy ra cái vụ án đó thì cái lô cao su này lại không khai thác, nên là bảo vệ không đi tuần tra. Và
không có cái thông tin gì liên quan đến cái vụ án này. Thứ hai là khi phát hiện có người chết thì có một số người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem và từ đó gây xáo trộn cái hiện trường. Cái thứ ba là sau khi mà gây án thì hung thủ không có để lại cái dấu vết gì. Trước tính chất phức tạp của vụ án, một ban chuyên án gồm các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và công an huyện Bù Đốp đã được thành lập. Nhiều giả thiết về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được ban chuyên án đưa ra. Tuy nhiên, sau khi phân tích, đánh giá kỹ các dữ liệu thu thập được về vụ án, ban chuyên án đã có nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ án. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là giữa hung thủ với nạn nhân thì có một cái mối quan hệ quen biết. Khả năng trước khi gây án thì nạn nhân với hung thủ có ngồi nói chuyện với nhau. Rồi sau đó thì xảy ra mâu thuẫn và hung thủ là bất ngờ đè nạn nhân xuống, bóp cổ, chết. Cái việc giết người thì nhận định là do mâu thuẫn, còn cái việc cướp tài sản thì có thể nhận định là hung thủ là lấy tài sản để mà nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Từ nhận định này, các trinh sát và điều tra viên đã tiến hành rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân và rà soát lại tất cả các đối tượng ở trong khu vực và các vùng lân cận. Qua xác minh về thân nhân của nạn nhân, trinh sát biết được nạn nhân đã có chồng và một con gái nhỏ. Tuy nhiên, nạn nhân đã ly dị chồng. Mấy năm nay cùng con gái về sống chung với bố mẹ đẻ tại thôn 6, xã Thiện Hưng. Sau khi ly dị chồng, nạn nhân có rất nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Trong khi các trinh sát đang khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra truy xét vụ án, thì đến gần trưa ngày 27 tháng 6 năm 2015, các trinh sát nhận được thông tin. Người dân phát hiện Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1978, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, uống thuốc rầy tự tử. Mọi người nhanh chóng đưa Trung đi bệnh viện cấp cứu, nên Trung đã bảo toàn được tính mạng. Trung được xác định là một trong những người quen và thường đi lại với nạn nhân. Một mũi trinh sát được phân công xuống ngay bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với các y bác sĩ đang điều trị cho Trung, vừa để bảo vệ và sẵn sàng lấy lời khai khi Trung tỉnh lại. Sau hơn một tuần được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của Trung đã ổn định. Bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Trung khai nhận. Em bức xúc cái là em giận nóng là do cái là bị mình quen nó 5-6 năm rồi. Đổ vỡ gia đình, con cái, xã hội cười chơi rồi. Chồng nó nữa rồi. Tới giờ này lo lắng về mà tới giờ này nó muốn thôi, nó muốn nói sao nói, tức mình. Bực tức, xong bữa đó em nóng trời, kiềm chế không được. Tức là em giết luôn. Giết luôn, chết rồi, bỏ đó em đi về. Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ án, với quyết tâm của các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh, mà chủ trì là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với Công an huyện Bù Đốp, Công an xã Thiện Hưng trong công tác điều tra truy xét, vụ án đã nhanh chóng được làm rõ, hung thủ đã bị bắt giữ. Đây là thành tích của lực lượng công an chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015 và 10 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2015. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vậy đâu là nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vụ án đau lòng này? Có phải chỉ là một chữ tình? Chúng tôi sẽ tiếp tục có câu trả lời trong các chuyên mục An ninh Bình Phước lần sau. Chương trình An ninh Bình Phước tuần này đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào tạm biệt.